thường á, lợn nhà mình hay ăn cái loại này này. Thế nên hôm nay mình cũng sẽ ấy, nhưng mà cái loại này ăn thì ngứa, ngứa vô mồm. À không, mình phải thay đổi chứ, mình có phải lợn đâu. Bây giờ mình phải kiếm cái gì nhỉ, kiếm cái gì để nấu cháo lợn, nhưng mà cũng là củ rau củ quả ấy, xong rồi nấu lên ăn cũng có chất như này. À được đấy, mình đi chế biến nhé, xong mình đãi một Marika này, đảm bảo ăn xong tăng cân béo hụ hị luôn, không gầy tọp má nữa. Đấy, giờ mình đi lấy. À đấy, ngon, lại có luôn, lấy luôn mấy bắp này, lợn nó cũng ăn ngô mà, bò cũng ăn ngô, đây là ngô của bò, ngô của bò, nhưng mà mình cho ta xin mấy bắp nhé. Đấy, xin ba bắp đi, ba bắp, à không, một bắp bao tử, một bắp bao tử mà. Đấy, tí nữa để chế biến, nào một món cháo này siêu bổ dưỡng. Đây là thân cây chuối à. Lợn thì nấu món cháo lợn khoai lang, còn mấy cả bò thì ăn thân cây chuối, nhưng mà mình là người, mình phải ăn lưỡi cây chuối nó mới sạch, cái đấy ngon mà, cái đấy người ta còn làm nộm ngơ, làm giò chuối ấy, cái mà khi mình hay ăn ấy. Thôi mình làm một cây to to này nhỉ, xỉa. Chia chia vào này. Cà chia. Rau to mẻ hết rồi nên để dùng cái rau con này. Lấy cái lõi non này, lõi non của cái cây chuối này. Bóc ra. Bóc ra. Cái này hay làm nộm ăn mà. Bây giờ trong đầm cuối người ta cũng làm một nộm mà. Chắc là học leo á, học leo ở trường hoa đế đệ á. Ở đây làm còn gì, người ta cũng làm theo, hoành tráng phết đấy. hoành phết đấy, không phải dạng vừa đâu. Lói rồi hả, làm cẩn thận gãy lói thì chết đấy. Lói ui, như cây mía. Cây mía bạch tạng. Đấy, mía bạch tạng là mía bạch tạng. Đấy, đây là cái mình để thay thế lá khoai môn và khoai môn đấy, và khoai lang để nấu món cháo lợn siêu ngon. Đây, bắt đầu thái ra nhé. Từ từ, bóc thêm cả ngô nữa. Đây là thức ăn thêm gia vị, nó như kiểu là nồi lẩu ấy. Nồi lẩu phải có khoai lang nè, có phải có thịt nè. À,
Nơi này lại cho thêm thịt nữa cơ. Thịt gì để ăn mới hoành cả tràng nhỉ? Hay là thịt lợn ăn nhưng mà béo như lợn nhỉ? Đúng rồi, thiếu mình này. À không, thịt lợn không có tiền mua đâu. Thịt lợn á, thế này là nấu cháo à, cảm ngọt lắm. Cái này siêu ngọt. À, cho mọi người xem cái ngô, ngô em bé, ngô sơ sinh này. Xô xô à, ngô sơ sinh này, nó ăn rồi à. Ngọt lắm. Ngô em bé, ngô em bé này hả? Cho cả cái này luôn. Ngọt. Chả thấy mà bò, bò thích ăn thế. Vừa béo nha, nó nuôi con rồi đấy, còn làm sữa nữa cơ. Em mà đấy là có con bò to phết đấy, chắc chắc thịt được rồi. Để mình sẽ mang vào mình chế biến món cháo siêu kinh điển nhé mọi người nhé. À, đây các bạn, giới thiệu với các bạn đây là phần quan trọng nhất trong cái nồi cán lợn ấy, là cháo ấy, cháo nước sôi sôi thôi thì nữa thì mình ạ. À, ừ, không phải, không quan trọng nữa đâu, đây chỉ là bình thường thôi. Bây giờ mình mới đi lấy cái phần quan trọng nhất đây này. Chờ mọi người đi theo mình. Đây mới là phần quan trọng nhất nha mọi người nha. Cháo lợn mà không có cám thì không phải là cháo lợn. Cám này rất bổ dưỡng nha. Cám này á, cả gà, cả lợn nhà mình đều ăn nhé. Gà, lợn, gà trọi thỉnh thoảng còn phải cho ăn để cho nó dinh dưỡng. Còn khuấy vào cái nồi cháo, xong bắt đầu cho gia vị vào, chấm hết. Không biết có ai không? Chấm hết. Cho vào bắt đầu khuấy cho nó nở hạt ngô ra nhé. Chắc cũng chỉ ăn như kiểu cơm ngô ấy, chắc cũng gần như thế. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. À, vừa xin rồi. Tâm này cả ngô là vừa xin nồi cháo để ăn ngon đấy. Sụt sệt, ăn cháo là phải sụt sệt. Cháo mà đặc á, không ngon. Cháo đặc không ngon đâu. Khuấy đều lên. À, mình phải cho một ít gia vị vào chứ. Mà lợn nhà mình nó cũng ăn mùi trắng mà. Thì như mẹ mình bảo là lợn thì ăn để một cái chất iốt gì ấy. Không có là nó bị biểu chim. Nó bị biểu hôi ấy, ăn mổ thịt ra nó bị hôi ấy, thế nên phải cho ăn cái này vào. Mình cũng phải ăn mà, nó ngon, gia vị là mì chính, cho nó ngọt, ngọt nồi cháo. Thì nó nở lên nó mới được nhiều cơ. Mà lại ta cho ăn vài ngày, béo tăng trọng ngay. Nấu. Ui,
nhồi này, trời luôn, nó ngọt nước. Đấy, thế là ngọt nước lắm đấy. À chứ, ngọt nước thì cho luôn ngô vào. Mình cho ngô vào chứ. Ngô này, ngọt trôi trôi luôn. Cả ngô bao tử này. Rồi, đây mình đi. Chị cho cái này vào luôn chứ nhỉ. À, cho luôn vào. Ăn ngấm. Nó ngấm thì nó mềm nha. Đấy, cho nó mềm nha. Để chén thái khúc ra đã. Để chén chặt. Úi dồi ôi, cái gì đó. Đấy, cho vào đây. Chọc chọc, chọc chọc. Cái thái khúc nhỏ nhỏ này ăn cắn nhưng mà sợt sợt, giòn. Nhiều lợn giống gì á. Ăn cái cây này dùng á. Rợt, rợt, rợt. Nghe khoái. Ôi xa. Thế đây đâu nhỉ? Khoai nhà bạn đến đây là vừa rồi. Wow. Mình cũng cho lại cho ăn đến đây suốt. Nó thích ăn lắm má. Đây nó đẹp lông. Ăn nó mát suốt. Thế đây là tí nó thái lên chỗ gà trội. Nó đặt lên. Cho nó ngấm, nó mềm đi. À, tí nữa mình phải múc một bát nhà ra cho gà trội mà ăn. Chỗ này á, cái gì cũng đủ dưỡng chất nhé. Vừa có rau, vừa có củ quả nhé. Vừa có cám nhé, vừa có gạo nhé. Món này ngon đấy. Lại vung lại, hầm như đi. Nó nở cháo ra. Xô, hết giờ. Không biết chín nữa nhỉ. Mà chắc là chín rồi đấy. Lâu phế rồi đấy. Má đệm mình lâu lắm rồi nhỉ. Ua. Tê này. Ai đồ vật. Chín rồi, chín rồi. Em bớt rồi. Bắt bếp lại để tuần ra. Số thôi, một đứng ít này. Đấy ăn. Đói quá. Ua xa. Ngon. Ôi thịt 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 tốt nhỉ. Thịt nó lạnh nữa rồi. Đây. Đấy. Chuối. Xa. Thịt nó lạnh hết mà. Ăn đói đi. Cắm lợn. Cái gì? Cắm lợn anh không nhìn thấy à?
Mày ăn cái gì? Ăn cám lợn. Cám lợn? Thật? Mày bị rồ à? Em bị rồ à? Em mới lượn. Rồ à? Xong bao nhiêu độ rồi? Anh ăn cái gì ở đuôi không đuôi à? Cơm không ăn lại đi ăn cướp. À nhầm, đi ăn cám lợn. Anh lại em đi ăn cướp. Cơm không ăn lại đi ăn cám lợn. Ôi cám thật chứ. Ôi cám thật. Ê anh không thấy em nói có lợn nhưng nhà anh ăn cám để béo đấy à? Béo hù hù à? Thế là mày ăn cám? Anh nó béo. Thế sao mày không đi ăn cái mà chó nó hay ăn đấy? Nó béo mà. Anh bị em chó à? Thế từ hôm nay là đi ăn cám lợn. Em mãi ở béo nên đi ăn cái gì đấy? Ngô à? Ngô. Cái gì dây dây đấy? Cái này mà không biết anh bị ngô hay chả vừa rồi. À chuối à? Ngô với chuối. Cám lợn. Thế còn cái gì đấy? Thịt à? Cái lợn trong tủ nhà anh à? Cái gì? Đừng bảo mày lấy thịt bò của ta nhé. Trong bát đấy, bát con đúng không? Không. Thịt lợn thịt bò đâu nữa ạ? Bò à? Thật thế? Ông ăn sang quá. Lợn nào ông ăn thế này à? Không, nhưng mà lợn em mà người em phải tăng cấp như là level chứ. Em là level max. Em đạt đến cảnh giới. Cảm lợn, thôi ăn đi. Không ăn được đấy. Tao đói lắm nhưng mà tao nhìn tao không, ăn thử cho em ăn nó. Đáng nghĩ là phải có ngô. Em tưởng nhà anh mọi người có ngô nghiền. Ngô say ăn vẫn ngon nhưng mà ăn hồi nhổ sật đấy, hồi hồn đấy. Đáng thử nhá. Ngô cho lợn đi lấy nấu cám để ăn. Cơm thì đầy trong kia không ăn. Ăn giòn. Giòn. Cứng cứng quá, hay quá, béo quá. Thơm hết rồi. Thơm hết miếng. Nghiện còn nhai. Nhưng mà mày, tao thấy mày ăn rồi nên tao mới ăn nên tao tưởng mày béo à? Tao chết. Ăn rồi cho béo ấy. Trong bao nhiêu thịt bò mà mày rồi, cho có tí này. Em phải để lại 2 miếng cho gái. Nếu miếng em nấu thì em nấu à? Cũng được được. Nhưng mà tao nghe cái vị mặn này không phải vị mặn của muối. Mày có bỏ thêm cái gì không? Có. Thịt bò à? Cho em một viên. Cho em viên miếng thịt bò. Được. Anh đi vào mà lấy cái bát của anh. Thịt bò được. Lâu mày nấu rồi á? Có ăn rồi á. Để tao chồng. Ăn chật nhỉ. Buồn vết đấy nhỉ. Ây đây chứ. Mình bảo là mình làm món này kiểu gì mà đại ca cũng khen ngon. Không ngon. Ngon thì không ngon như kiểu tôm hùm quăng đế. Nhưng mà nó ăn thịt nó ngon lắm. Mới là ăn cái này mát này. Ăn cái mát này. Ăn như kiểu là dứt chuột ấy, cắn miếng cơm. Đây à? Áo. Ui dồi, đúng như một nồi cháo lợn luôn. Cái gì đấy? Ui thôi rồi. Có cùng loại không đấy? Cùng. Cùng đẳng cấp luôn đấy. Gì đấy? Mày bỏ đâu kìa? Cái miếng này to quá. Miếng gì? Em không ngâm nó bị chát. Miếng gì? Chuối á? Miếng chuối. Đó, thử miếng chuối nào. Vẻ mù thế. Đáng nghe phải dùng cái quả chuối kìa. Ăn được mà, chát đó. Có cái dày ấy, có cái dày to ấy, chát. Cái lúc này em ăn cái bé bé này. Ủa. Không chát được. Ngủ à? Nhưng mà mày làm có sạch không thế? Sạch. Sạch là như kêu cho lợn ăn thì... Em lấy hẳn ngô nhé. Còn... Mình còn... bẻ từ trong bắp ở ngoài chúng bò ấy. Mấy cả lấy lõi cái chuối sạch nhá. Sạch chanh chanh không phải rửa luôn. Mấy cả cái bát cám nha. Bát cám còn nguyên trong tải luôn. Anh bị sợ à? Tật nguyên trong tải. Thế chả lấy nguyên trong tải chẳng nhé. Lấy ra xong rồi lại còn làm rơi nó đất để còn bóc lên. Để trong tải nó mới sạch. Được, nhưng mà nói chung là mày ăn được là tao cũng ăn được, thế nên là tao không sợ. Không sợ bẩn, thế nên là tao sợ thịt bò đấy mà. Ôi, tao có thịt à? Rồi, đây thịt bò à? Ăn đi. Bò ơi, cho em miếng này. Mày cái gì mà kỳ bò đấy, cứ băm bê tí. Mới để cái miếng to ra, muốn thằng một khẩu xuống không? À, không được. Căn bản là tao vừa đi xúc cát vì đói quá, nhưng mà ăn tạm thôi.
món cháo này nhưng mà ngô nghiền không? Ngô nghiền nát bét cơ. Ngô nghiền nát bét này. Anh nó không bị sực sực này. Không bị sực sực, ăn ngon luôn. Thằng ngu, cho gạo cho kêu vào nấu cháo thịt bò cũng phải ngon không? Cho ngô vào gì? Anh nó béo, bổ sung dinh dưỡng. Béo? Mày chưa đủ béo à? Hả? Chưa, em muốn à, đi đấu sumo. Ừ. Ôi, thế thịt bò. Vượt, đi đấu sumo là mày sướng. Thôi, thịt bò thôi, cho mày ăn một mình tao. Không, ngon rồi. Anh đi đâu rồi? Hả? Đi đâu rồi? Ăn gì nữa? Hết thịt bò rồi. Hết thịt bò, thế ăn cháo đi. Thịt bò, à đây vẫn còn. Ui, thịt bò ơi, ăn mới. Chạy đôi nhé. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng. Ôi trời ơi, trời lần đầu anh thấy yêu lòng. Ăn cam đấy, ăn đi, ăn đi, ăn cam. Bà chia đôi, chả chia. Thôi, cho con Milu, Milu. Không chia đôi, cần chơi. Người ta vẫn thích tiếp tiếp. Cho luôn ăn đi, anh bẩn cái chỗ ấy. Để xem còn miếng nào không, nếu mà không còn thì đấy thì không còn thì nhâm gì. À đấy còn, thôi bỏ cho. Vào đây. Vào đây chơi. Chơi kệ người ta. Mày lại bảo người ta vào ăn cám. Không, thằng bạn em nó đến chủ chơi. Cái bạn chim điêu. Hả? Đi. Như thế. À, đúng không? À đấy quên, tao đi quay ngô đây. Mày đấy được. Nhà quay không mày? Thì anh không ở nhà em chơi với mà. Đi là tao đi kiếm mấy chục thì còn tối đi chơi. Chơi em đi với. Vâng. Chơi em đi với. Riêng mày rồi nha. Chơi em chỉ 10.000 thôi, em đi quay với. Đi quay với cho em một kiểu thôi.